quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì bản tin tổng hợp COVID-19 do báo điện tử online thực hiện luôn nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đó là công ty Mỹ Lệ trách nhiệm hữu hạn, công ty nội thất thông minh Gia Phú, công ty cổ phần Hà Mỹ, vườn ươm doanh nhân Be Training thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đại dịch COVID đã và đang tác động rất nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thế nhưng đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp cần huy động mọi tinh nhuệ, khẳng định chữ tầm về chiến lược, chữ tâm về trách nhiệm xã hội, cùng bản lĩnh vững vàng trước những khó khăn bủa vây. Chiến thắng toàn diện ở cuộc chiến cam go này, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ chiến thắng ở mọi cuộc chiến khác. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng những câu chuyện và những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho mọi người có thêm góc nhìn về việc nâng cao trách nhiệm của bản thân và chung tay cùng cả cộng đồng trong cuộc chiến này. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn chia sẻ của anh Nguyễn Thái Duy, CEO của vườn ươm doanh nhân Be Training thành phố Hồ Chí Minh và bài hát Ươm mầm khát vọng. Đây là ca khúc tạo động lực, động viên những doanh nhân trẻ quyết tâm vượt khó. Một ca khúc cho chúng ta thấy năng lượng của đội ngũ doanh nhân và khát vọng vươn lên trong thời điểm khó khăn này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vườn ươm doanh nhân Be Training của chúng tôi quyết định đóng toàn bộ những hoạt động offline và đưa lên đào tạo online. Hàng ngày, hàng ngàn học viên đã lên trên online trên khắp mọi miền đất nước để học. Ngay trong thời điểm dịch bệnh xảy ra, để chia sẻ những cái khó khăn đến với các bạn trẻ khởi nghiệp và nuôi dưỡng khát vọng sau khi dịch bệnh thì doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, góp phần vào nền kinh tế của đất nước. Doanh nhân trẻ chúng tôi thực hiện bài hát gửi đến mọi người, mong đất nước mạnh mẽ vượt qua đại dịch, mong nền kinh tế tiếp tục phát triển. Việt Nam ơi, quyết thắng đại dịch, quyết thắng, quyết thắng. Có những người lớn hàng say bằng chai tim chai bóng, các ca tạo dựng lên những doanh nghiệp từ đôi tay và bao nhiệt huyết cống hiến từng ngày, bước chân tự tin thì khó khăn còn đó, luôn thay đổi luôn tư duy tập trung vào thiên đường. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn trong phút giây, tuyệt nguồn cảm ứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát triển tư sáng tạo, người dân đam mê, ở mặt khát vọng, tôi luôn nhà nhân đi trên mình đón xây bằng chai tim chai bóng, các ca tạo dựng lên những doanh nghiệp từ đôi tay, bao nhiệt huyết cống hiến từng ngày, bước chân tự tin thì khó khăn còn đó, luôn thay đổi luôn tư duy tập trung vào chiến lược. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn từ phút giây, tiếp nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.